mà riêng cái loại này của nó đếm lên nó phải 300-400 hạt trên một bông. Đấy. Bông của nó thì dài, thế nhưng mà tỷ lệ chắc thì rất là cao. Dạ. Bông đẹp. So với giống khác thì nó có phần là bông to hơn và dài hơn nhiều. Và tỷ lệ hạt mẩy trên bông cũng rất là cao. Về thời gian sinh trưởng thì so với các cái giống khác cấy cùng nhau thì cái giống này cái tỷ lệ đồng đều nó rất là cao, chỉ trong vòng vài ba ngày là đã thấy rỗ đều, mà rỗ đâu là có thể nói là chắc đến đấy. Và thời gian phát triển và chín thì nó cũng rất là nhanh. Yeah. Đấy. Đến ngày hôm nay thì cái ruộng này ấy, có thể nói rằng là so với giống khác nó cùng một mảnh đất cùng canh tác thì nó tốt hơn và bông nó dài hơn và to hơn, có thể nói là năng suất nó sẽ chắc chắn là sẽ là cao hơn. Dạ vâng. Mà riêng cái loại này của nó đếm lên nó phải 300-400 hạt trên một bông. Yeah. Đấy. Bông của nó thì dài, thế nhưng mà tỷ lệ chắc thì rất là cao. Dạ. Bông đẹp. Loại này thì có rỗ rất là nhanh, thời gian đồng loạt rất là cao, trong vòng 2 ngày nó rỗ đều hết, mà rỗ xong là bắt đầu cúi luôn, và cái hạt của nó chín rất nhanh, thế nhưng mà sự đồng đều của nó rất là cao. Dạ. Ruộng này của mình là sâu bệnh hại như thế nào ạ? Mật độ sâu bệnh hại ạ? Sâu bệnh hại thì nó có tí cái khô vằn. Dạ. Cái khô vằn này thì có thể nói là lúa gì cũng bị rồi. Vâng ạ. Thế còn đã ôn thì hoàn toàn là không bị tí nào. Vâng ạ. Đấy.